Sau khi U22 Việt Nam dừng bước tại bán kết, xem như SEA Games 32 đã kết thúc với người hâm mộ bóng đá nước nhà. Bởi rõ ràng trận tranh 3-4 với U22 Myanmar chỉ còn là trận đấu vô thưởng vô phạt. Ngay lúc này, làn sóng phẫn nộ vẫn còn đó, sự chỉ trích ngày càng tăng lên. Tuy nhiên hãy vững tin lên các chàng trai của U22 Việt Nam. Hãy ngẩng cao đầu và bước tiếp. Đây chỉ là đấu trường SEA Games, thêm một tấm huy chương vàng nữa cũng chẳng thay đổi được cả nền bóng đá. Đích đến của chúng ta là World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico. Đây chỉ là bước khởi đầu trong chuyến du hành ngoạn mục của binh đoàn Rồng Vàng. Thất bại cho Indonesia là một cú sốc quá lớn. Do đó thầy trò huấn luyện viên Philippe Chusie cần phải làm gì đó để chữa lành trái tim tan vỡ của các cổ động viên. Chiến thắng trước U22 Myanmar vào ngày mai đồng nghĩa với một tấm huy chương đồng sẽ làm vơi đi nỗi buồn. Và nếu như có màn trình diễn xuất sắc, niềm tin sẽ lại quay trở lại và chắc chắn các fan hâm mộ sẽ ngẩng cao đầu và tiếp tục đồng hành trong chặng đường sắp tới của U22 Việt Nam và cả đội tuyển quốc gia Việt Nam. Khép lại trận đấu với U22 Indonesia, không khí của toàn đội đang trở nên khá u ám bởi rõ ràng các cầu thủ là người hiểu ơn ai hết. Bàn thua ở phút 90+5 là một cú sốc lớn như thế nào với những chàng trai mới bước sang tuổi 19 đôi mươi. Sáng ngày 14 tháng 5 vừa qua, toàn đội đã quay trở lại tập hồi phục và các cầu thủ không thể giấu đi nỗi buồn. Buổi tập đã diễn ra trong một không gian tĩnh lặng, không có tiếng cười, không có sự rộn ràng và thậm chí là tinh thần đã giảm xuống mức thấp nhất. Tuy nhiên, sau buổi tập ngày hôm qua, huấn luyện viên Philippe Chusie đã sốc lại tinh thần cho toàn đội để chuẩn bị bước vào trận đấu gặp U22 Myanmar vào ngày mai. Vì cầm quân, người Pháp cho rằng chỉ có chiến thắng và một màn trình diễn thuyết phục mới giúp U22 Việt Nam lấy lại niềm tin từ khán giả nhà. Trận đấu vào ngày mai dự kiến sẽ là một trận đấu khá dễ thở cho đoàn quân của huấn luyện viên Philippe Chusie, khi Myanmar là đội bóng không được đánh giá quá cao, ngay cả khi họ đã góp mặt tại vòng 4 đội mạnh nhất. Đến với SEA Games năm nay, những chú sư tử châu Á được đánh giá là đội bóng ít có cơ hội vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên, chiến thắng trước U22 Campuchia đã mở toang cánh cửa lọt vào vòng bán kết cho U22 Myanmar. Thế nhưng sau đó, những khuyết điểm của Myanmar đã dần được lộ diện sau khi gặp phải chướng ngại vật U22 Thái Lan tại bán kết. Mặc dù đã chơi lấn lướt so với đội bóng xứ sở chùa vàng trong hơn nửa giờ đồng hồ thi đấu, tuy nhiên kể từ khi người Thái bất ngờ có được bàn thắng ở phút 37, mọi chuyện sau đó đã dần khép lại với U22 Myanmar. Và chung cuộc, đội bóng của huấn luyện viên Jo Win Thun đành ngậm ngùi nhận thất bại với tỷ số 3-0. Mặc dù không thể tạo nên bất ngờ trước Thái Lan, tuy nhiên huấn luyện viên Jo Win Thun và toàn đội đã tạo quyết tâm rất lớn để đánh bại U22 Việt Nam ở trận đấu tranh huy chương đồng. Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu với Thái Lan, vị cầm quân 53 tuổi chia sẻ: "Chúng tôi đã chuẩn bị trận đấu ngày hôm nay và xa hơn là trận tranh hạng 3. U22 Myanmar có nguồn năng lượng từ khán giả trên mạng xã hội và đồng bào đang sinh sống tại Campuchia. Dù thua Thái Lan, nhưng Myanmar sẽ chiến đấu hết mình vì tấm huy chương đồng trước U22 Việt Nam. Nói chung, U22 Myanmar dù sở hữu nhiều cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt, tuy nhiên lối chơi của họ lại khá rời rạc. Đội bóng này không có sự nhất quán ở cả ba tuyến, đặc biệt là ở hàng công. Cho những pha lên bóng, U22 Myanmar chỉ sử dụng vài quân số để tham gia những tình huống ngã thành. Đôi lúc chỉ có vài ba người lên tham gia tấn công. Và điều đó cho thấy rằng đội bóng này thiếu đi sự kết nối và thiếu đi tính tổ chức. Đó là lý do tại sao trong mỗi đội lọt vào vòng bán kết, U22 Myanmar là đội có hàng công kém nhất khi sau 4 trận tại vòng bảng, đội bóng này chỉ ghi được vòn vẹn 4 bàn thắng. Giống như hàng công, hàng thủ của U22 Myanmar cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, khi sau 5 trận, thầy trò huấn luyện viên Jo Win Thun đã để lọt tới 9 bàn. Đáng chú ý là 5 trận trong số đó đến từ trận thua trước U22 Indonesia. Đến với giải đấu năm nay thì U22 Myanmar là đội bóng có chiều cao trung bình thấp nhất tại SEA Games 32, chỉ sau Timor-Leste. Thật dễ hiểu khi trong 9 bàn thua, có đến 4 bàn trong số đó là U22 Myanmar phải vào lưới nhặt bóng xuất phát từ những tình huống cố định. Vì vậy đây là cơ hội không thể tốt hơn cho U22 Việt Nam khai thác triệt để trong những tình huống bóng bổng. Mặc dù chiều cao trung bình của chúng ta tại giải năm nay cũng không quá ấn tượng, tuy nhiên với những cầu thủ trên 1m8 như là Dương Duy Cương, Văn Tùng hay là Văn Trường, sẽ không khó để U22 Việt Nam chiếm lĩnh không gian trong những tình huống cố định. Ở trận đấu vào ngày mai gặp U22 Myanmar, dự kiến huấn luyện viên Philippe Chusie sẽ có nhiều sự thay đổi trong cách chơi, nhân sự và cả chiến thuật. Những cầu thủ chưa có nhiều cơ hội thể hiện như là Đoàn Huy Hoàng, Lê Quốc Nhật Nam, Quất Văn Khang hay là Nguyễn Văn Trường sẽ được tạo điều kiện để thể hiện mình. Ở vị trí thủ môn, Quan Văn Chuẩn đã gián tiếp mắc đến 2 sai lầm, dẫn đến 2 bàn thua của U22 Việt Nam trước U22 Indonesia. Do đó Đoàn Huy Hoàng sẽ chắc chắn được ra sân trong trận đấu ngày mai. Thành thật mà nói, sau trận đấu với Thái Lan, Huy Hoàng phần nào đã tạo được niềm tin từ khán giả nhà bằng những tình huống ra vào hợp lý và những pha cứu thua ấn tượng. Do đó thủ môn đang thuộc biên chế câu lạc bộ Viettel xứng đáng có được suất bắt chính trong trận tranh hạng 3 gặp U22 Myanmar. Ngoài ra ở vị trí trung vệ, dự kiến Phan Tuấn Tài hay là Trần Quang Thịnh, những cầu thủ đã đá chính từ đầu giải sẽ được nghỉ ngơi. Thêm vào đó là sự trở lại của Lương Duy Cương và Vũ Tiến Long.
Hai công thần được xem là trụ cột của U22 Việt Nam tại giải năm nay, nhưng chủ yếu lại phải ngồi trên băng ghế dự bị. Ở vị trí lệch phải tiếp tục là cái tên Nguyễn Ngọc Thắng, một phát hiện mới của bóng đá Việt Nam sau khi anh có hai trận đá chính liên tiếp trước Thái Lan và Indo. Trong khi ở hàng tiền vệ, rất có thể Nguyễn Văn Trường và Nguyễn Thái Sơn sẽ được trao cơ hội ở vị trí tiền vệ. Khuất Văn Khang dự kiến sẽ trở lại đội hình xuất phát. Như lần này, cũng giống như trận gặp U22 Thái Lan, tiền vệ câu lạc bộ Viettel sẽ xuất phát ở vị trí hậu vệ lệch trái, trong khi Hồ Văn Cường sẽ nghiễm nhiên một suất đá chính bên hành là cánh phải. Do Thanh Nhàn và Quốc Việt đang gặp chấn thương, dự kiến bộ ba trên hàng công sẽ có nhiều sự xáo trộn. Thậm chí những cái tên như là Văn Trường hay là Văn Khang cũng nhiều khả năng sẽ xuất phát ở vị trí tiền đạo. Tuy nhiên sẽ hợp lý hơn nếu như Nguyễn Văn Tùng sẽ tiếp tục đá trung phong cắm, Lê Văn Đô xuất hiện ở bên phía hành lang cánh trái, còn bên phía cánh phải sẽ là sự luân phiên giữa Nguyễn Văn Trường và Đinh Xuân Tiến. Sẽ là một đội hình mới được huấn luyện viên Philippe Chu thử nghiệm và hy vọng nó sẽ đem lại nhiều giá trị tích cực. Trận U22 Myanmar dù chỉ là trận tranh huy chương đồng, tuy nhiên U22 Việt Nam vừa phải giành chiến thắng để cứu rỗi lấy niềm tin từ các cổ động viên, cũng như để giữ lại một chút thể diện. Bởi rõ ràng năm ngoái chúng ta là nhà đương kim vô địch. Vì vậy chiến thắng là liều thuốc tinh thần đủ tốt để các cầu thủ tìm lại niềm vui, tìm lại niềm cảm hứng trước khi trở lại câu lạc bộ chủ quản và tiếp tục hành trình mới tại V-League 2023. Khép lại SEA Games 2023, dự kiến vào tháng 6 tới đây, cả đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam sẽ tiếp tục có đợt tập trung để chuẩn bị cho các trận đấu giao hữu. Sau kỳ SEA Games khá thất vọng thì U23 Việt Nam sẽ hướng đến giải đấu mang tên Panda Cup 2023 tại Trung Quốc. Đây sẽ là giải đấu giúp binh đoàn Rồng Vàng tăng thêm nhiều kinh nghiệm thực chiến. Dự kiến Panda sẽ được tổ chức từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 6 và có sự góp mặt của 4 đội tuyển rất mạnh, bao gồm U23 Trung Quốc, U23 Bahrain, U23 Việt Nam và cuối cùng là U23 Uzbekistan. Đây sẽ là cơ hội để lứa cầu thủ hiện tại chuộc lại lỗi lầm với khán giả sau khi không thể thực hiện hóa mục tiêu bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games. Quãng thời gian sắp tới sẽ là một lịch trình dày đặc của bóng đá Việt Nam và dự kiến sẽ còn có nhiều giải đấu thú vị đang chờ đón chúng ta phía trước. Còn ngay lúc này, hy vọng các cầu thủ U22 Việt Nam mau chóng sốc lại tinh thần trước cuộc đối đầu với U22 Myanmar. Một chiến thắng giòn giã và một tấm huy chương đồng trước khi quay trở về Việt Nam là điều thầy trò huấn luyện viên Philippe Chu bắt buộc phải làm được.